Song Jong-ki khẳng định sẵn sàng từ chối vai nam chính trong Cậu út nhà tài phiệt vì người này. Những chia sẻ của Song Jong-ki về phim Cậu út nhà tài phiệt khiến nhiều người bất ngờ. Lee Bon-rik, Cậu út nhà tài phiệt, với sự góp mặt của Song Jong-ki hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả châu Á. Với cốt truyện mới lạ cùng dàn diễn viên chất lượng đã giúp phim nhanh chóng thu về mức rating cực khủng. Đặc biệt, diễn xuất tuyệt vời của Lee Sung-min và Song Jong-ki được xem là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công vang dội của Cậu út nhà tài phiệt cho đến thời điểm này. Theo đó, ngay từ khi công bố dàn diễn viên, khán giả đã vô cùng kỳ vọng vào màn kết hợp của bộ đôi Lee Sung-min và Song Jong-ki. Phản ứng hóa học của họ trong phim thực sự rất tốt và được nhiều đánh giá tích cực. Thậm chí, không ít người cho rằng sự hợp tác của họ là một trong những điểm thú vị nhất của bộ phim. Mới đây, dân tình đã đào lại và truyền tay nhau nội dung của buổi phỏng vấn trước khi Cậu út nhà tài phiệt chính thức lên sóng. Những tiết lộ về lý do khiến hai nam tài tử hàng đầu xứ Hàn lựa chọn tác phẩm này đã thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Theo đó, Lee Sung-min cho biết, tôi đã quyết tâm nhận vai sau khi biết Song Jong-ki sẽ đóng vai chính trong bộ phim này. Tôi đã luôn muốn làm việc với cậu ấy vào một ngày nào đó. Khi tôi còn đang do dự thì Song Jong-ki nói rằng cậu ấy sẽ làm điều đó nên tôi quyết định tham gia. Về phía Song Jong-ki, nam chính hậu duệ mặt trời cũng tiết lộ, tôi đã gặp tiền bối Sung-min vài lần trước đây nhưng tiếc là chúng tôi không có cơ hội hợp tác cùng nhau. Nếu anh ấy không đảm nhận vai chủ tịch Jin Jang-chun, tôi cũng sẽ từ chối lời mời casting của mình. Nhiều diễn viên ở độ tuổi của tôi muốn diễn xuất với một tiền bối như anh ấy. Những chia sẻ của Lee Sung-min và Song Jong-ki đã tạo nên rất nhiều bất ngờ với khán giả xem đài. Cùng theo dõi và ủng hộ Cậu út nhà tài phiệt phát sóng mỗi tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh GTBC.